lâu giờ đã chuyển sang một phái. No, nếu em không từng cast ra hôn ai để xin nó, hãy hôn anh đi nhưng đang nhớ đến dù vai hoa hồng và cả ánh nến. Với em sẽ không còn nhớ họ và tên anh sẽ gọi em là tóc như nickname. Nếu không chịu em không làm người khác sẽ họ sẽ ôm và hôn lên những hình vẽ cho bạn nhé này.